trời luôn, mua tôm xuống anh ơi. Ừ, hôm nay chơi quậy vậy. Cầu này mà mới, lúc mà cầu này mới cánh thành xong không, mà tự cho cậu nó lộn. Giờ này cả nhà ngủ ngủ trưa hết rồi. Ừ, nó bỏ hả? Mới lại bỏ từ cầu hai... đây giờ tới bên nhà luôn. Không lúc thấy ai làm gì ta. Hay luôn. Tối đâu làm gì đâu. Chơi mà. À, vô rồi đó. Vô chơi cả nhà ơi. Dạ. Đại gia đình buổi chiều là mát mẻ. Gia đình nói chuyện đi, nói chuyện đi. Nghệ sĩ đi đái bỏ nè. Nghệ sĩ mù quăng nhỏ kiếm à. Quản lý trung nhân đang chào cả nhà. Chào. Ai ở Bến Tre thì lát nữa nghe huyện gì ta? Hàm gì? Bỏ cài bắt nhưng mà hàm gì? Xã Nhuận Phú Tân. Nhuận Phú Tân. Ai ở gần đến cảm ủng hộ cả nhà thả tim thả bông quá trời quá đất. Xã gì? Xã Nhuận Phú Tân. Nhuận Phú Tân ha. Tân. Cả nhà đến xem. Ai ở gần đến ủng hộ. Tài xế bếp. Lưu Luyến Lê Vinh Trương Bảo Yến Đỗ Hoài Thương Huệ Dương. Lưu Luyến về Việt Nam chưa em gái? Thủy Nguyễn nè, Hồng Quyến đang xem nè, Văn Cao nè. Hello Hồng Quyến nè, Nguyễn Dung đẹp gái nhất Facebook của tôi. Trung Nhân đang xem nè. Lấy đây chia sẻ nè. Nhiều người ta ngủ thế này luôn đó ta. Quản lý chuẩn bị lấy điện thoại ra chia sẻ nè. Sống thôi. Có sao đâu. Tống vô bờ ta thấy ghe đi vô hả? Hôm nay đi hát ở Bến Tre cả nhà ơi. Dạ. Người ta muốn vô bờ tới ghe tôi vô bờ. Mỏ Cày Bắc. Gia đình mình có ai ở Mỏ Cày Bắc không? Xin chào gia đình Thành Mỹ, Nguyễn Thị My nè, Lưu Luyến nè. Em mới sang Hàn Quốc đầu tháng 8 em về, ok. Em về nhớ anh hay anh em mình đi cà phê nha. Như Ý Nguyễn nè, đi hát nè, đúng rồi, Minh Tiến nè. Nguyễn Ngọc Hương, Phụng Dương Thị. Đoàn của chúng em đã đến thành phố Bến Tre. Thành phố Bến Tre rồi. Xe trước, xe chạy trước là xe của Nguyễn Thị Luận. Tố Loan nè, xin chào Tố Loan nè. Mai Thanh Phong. Đâu có lính đâu em ơi. Có một người à, còn mấy người kia là nghệ sĩ. Tâm Trần. Tới Bến Tre rồi, gia đình đây. Ai ăn keo dừa keo gì đó cho ai nha. Quê
quen. Hương Nguyễn nè. Đang trực tiếp có ai gọi đến tắt rồi cả nhà ơi. Nhìn Mỹ Lệ Châu quá. Mỹ Lệ Châu đang xem, chào Mỹ Lệ Châu. Hôm nay đi Bến Tre hả? Để em cầm được. Hôm nay Mỹ Lệ có đi làm đâu không Mỹ Lệ? Quỳnh Mai. Cảm ơn Quỳnh Mai nhiều. Phương Thảo đang xem. Đi Cà Mau về mời Mỹ Lệ cà phê ăn, ăn tối nha. Kể chuyện nghe Lý ơi. À, nhìn chợ Bến Tre nhớ Cà Mau quá cả nhà ơi. Cà Mau cái cả nhà khỏe không? Về Cà Mau nhớ Sài Gòn. À, tối nay anh em họp mặt tại Mỏ Cày Bắc, xã Nhuận Phú Tân. À, cả nhà có ai ở gần đó thì đã ủng hộ anh em nha. Cả nhà buổi chiều thật là mát mẻ, buổi tối thật là ấm áp và hạnh phúc nha. Ngồi sau là nghệ sĩ Nguyễn Văn Hợp, hồi nãy đi vệ sinh chạy theo xe. Đó là cái giải đó. Sĩ nghèo mang vỏ kiếm. Mang vỏ kiếm. Ở đây nè, đây quán cây, cái quán chai đây ngon cực kỳ, quán cơm chai. Chào hết gia đình, chào Mỹ Hạnh, những bạn mà hỏi thăm nãy giờ không có xem kịp, chào hết luôn nha. Tim. Say mộng tương lai rồi thực tế phụ vàng tỉnh giấc liêu trai. Dương Minh Trọng. Không có Trọng ơi, hôm nay anh đi riêng. Trang nè. Chào Trang nè, Trịnh Trang đẹp gái nè. Nguyễn Hoàng Dư Nguyễn nè. Trâm Trần nè. Chào những bạn mình ở nước ngoài nè. Thùy Trang nè. Cảm ơn Thùy Trang rất nhiều. Chào anh Minh nè. Anh Minh dễ thương đẹp trai nhất Facebook nè. Phương Trúc nè. Giờ đã chậm chậm xử lý nữa dễ. Quỳnh giờ Mai nè. Trần Phương đang xem nè. Nick Nguyễn nè. Định Mệnh cúi đầu. Chậm chậm từ từ đi. Bùi Trung Tiễn đang xem. Bùi Trung Tiễn đẹp trai nhất Facebook. Không phải mình không ẩu nhưng mà khác ẩu. Tính Thành nè, khỏe Tính Thành ơi. Trà My của tôi đang xem. Đẹp gái nhất Facebook của tôi là Trà My. À, mình đang đi trong thành phố Bến Tre đó cả nhà ơi. Bến Tre mà cũng không thấy tre mà thấy dừa không à. Ở đây có ai biết mà mỗi chuyện về kể chuyện gì tre không? Buồn quá, tại sao buồn như vậy Bùi Trung Tiễn? Ăn cái gì anh mua hiểu không? Cái gì? Dừa sáp anh? Dừa sáp. Cái dừa sáp em trai. Dừa sáp hay uống rượu dừa? Đâu? Cái gì anh đặng hết? Anh hát ở Bến Tre Mỏ Cày Bắc nè Tiễn.
đặng dữ lắm. Con nói gì là đặng la hết mà. Bánh lá dừa. Anh hát một đoạn cho em nghe đi anh. Quỳnh Mai đi diễn hả anh? Đi diễn Như Nguyễn ơi. Chào Ngọc Bích, Bùi Trung Tiễn, về quê em hả anh? Bốn giờ mình làm lễ mà từ đây xuống dưới làm cho tới 4 giờ. Kiều ơi anh sợ rồi đây, anh phải làm kẻ tiễn đưa, đứng nhìn con đò xưa rời xa bến cầu, bỏ lại dòng sông xưa bàn bạc màu trắng hiu rũ cho khách sang sông chờ đợi đến bao. Được rồi, nhiêu đó được rồi. Mua cua Cà Mau lên, ok. Mấy ký? Bảo Hùng đang xem. Cua rừng hay là cua nuôi? Mai 27 tháng 7 anh có xuống phục vụ ở xã Long Phước, Bà Rịa. Không anh. Không tính Thành ơi, mai là anh quay hình ở Cà Mau rồi. Mai là anh quay hình ở Cà Mau cho đài truyền hình. Cả nhà quá rồi. Có người yêu cầu anh hợp hát một câu giọng cổ nào ơi. Ai đi trời. Nghe. Chị quá. Yêu cầu. Tô Loan hả? Chào Bộ Trung Đảng. Chào cả nhà. Anh ơi hát nữa đi, sao mà anh hát ngắn quá vậy? Yêu cầu Bộ Trung Đảng hát liên quan gì tới Nguyễn Văn Hợp đây? Thấy anh mà. Lộn rồi đó. Làm luôn đi. Thôi. Mình giao hàng lại. Anh sợ tiếng. Hát không mới Cà Mau kìa. Rồi thương nhớ. Hát không mới Cà Mau. Sợ thành ăn trái cây. Tình đầu nho nhỏ. Ồ ghê. Mà chúng mình. Tình đầu nho nhỏ kìa. Cùng sống với bên nhau. Này cái fan cũng đẳng là tao biết, cái vụ mình tình đầu nho nhỏ rồi nhiều. Chào. Nói bài là biết Phan Dương. Thùy. Kêu được ai cho tôi tình yêu biết. Lê Quang Trung đã xem. Nhà chàng một người có tâm đạo rất dễ thương của tôi. Bên đây là ai tôi. Đông Nhi Nguyễn. Anh Hợp nhìn quen lắm. Bây giờ mình hát cũng nhiều quá rồi quý vị ơi. Bây giờ mình đổi món ăn đi. Bây giờ mình chuyển qua đọc giảng đi ha. Nói chuyện đi. Mới kể chuyện cũng được. Ca thường quá phong. Kể chuyện đi. Kể cho cả nhà nghe cái mẫu chuyện mà Lâm Ly Bi Đáp đó. Nhân quả đi ha. Bữa đó có một hôm là anh chàng này làm nghề ăn trộm. Ăn trộm là nổi tiếng, là ăn trộm là từ xưa tới giờ. Có một hôm ảnh vào nhà của một người tu hiền có đạo đức. Đó. Ăn trộm thì cả nhà đi hết rồi thì không có nhà hết, anh này mới ăn trộm dọn đồ đạc đồ hết đúng không. Cái anh nhìn lên cái bàn Phật á, nhìn lên cái bà Tổ Quyền á, thấy Phật Quan Âm đang, cái tượng Phật Quan Âm à,
đó, tượng Phật Quan Âm. Thì anh này anh mới suy nghĩ là vậy là nãy giờ là tượng Phật Quan Âm đã biết mình ăn trộm rồi, có tội rồi, rồi trả đồ lại, quy y Phật pháp luôn, không ăn trộm nữa, bỏ nghề ăn trộm. Vậy là hay không quý vị? Vỗ tay quý vị. Chuyện quá đúng không? Chuyện cười dữ à. Trộm không? Biết rồi không được. Biết mình có lỗi có tội thì có nghĩa là có Phật Quan Âm thì có nghĩa là trốn người khỏi đúng không? Trốn trời sao khỏi. À, kính thưa quý vị, và mỗi chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trưa nay. Hẹn gặp lại cả nhà tối nay sẽ hát quay trực tiếp cho cả nhà xem. Chúc cả nhà một buổi trưa thật là nhiều niềm vui, luôn luôn lúc nào cũng may mắn. Bye bye gia đình. Nguyễn Thị Mỹ Linh chào em. Ban nhạc Diệu Minh Trường Giang Hà chào hết cả nhà nha. Trung thu nữa ta nhanh dữ trời. Chào anh Dũng, anh Dũng Thanh, Liên Nguyễn. Tháng 7 nó bán, tháng 8 trung thu có chút người Tết nữa. Dạ. Trời ơi. Dạ, mấy ba gia đình.